Hello anh em nhé. Thì hôm nay em tiếp tục em lại gửi máy đến cho hai anh khách. Thì ở đây có một con máy 2,3 triệu. Con này là con mới tinh vừa hôm nay làm xong anh em nhé. Thì con này là anh gửi cho một anh khách quen ở Hà Giang. Còn một con này là ở Con Cua Nghệ An này. Thì con này em đã bán từ đầu tháng 4. Đấy thì anh khách trong cái quá trình sử dụng thì là bị hỏng cái phần chuôi sạc này nhá. Trong cái quá trình sử dụng nên là anh ấy giật đứt cái chuẩn chuôi sạc này, thế là dầu ở bên trong nó bị dò ra. Và trong các video khác thì em đã nói rồi, dầu ở bên trong ra thì nước ở bên ngoài sẽ vào được anh em nhá. Thì khi anh em thấy cái dầu ở bên trong dò ra thì nếu mà anh em không xử lý được thì anh em sẽ phải gửi về ngay lập tức để cho bên em xử lý. Thì cái con này cũng có thể là do anh ấy trong cái thời gian sử dụng thì anh ấy cũng cần máy nên là anh em vẫn tiếp tục sử dụng máy khi mà cái máy đã đang tình trạng lỗi như vậy. Thì kết quả là nó đã bị hỏng và cuối cùng thì anh vẫn phải gửi về bên em để sửa chữa. Thì khi em nhận cái con máy này thì nó rất là cũ. Thì cái phần cao su này nó cũng đã nó đã rách và nó hiện tượng đỏ lứt nha anh em nhé. Thì em cũng đã thay thế cho anh ấy. Nói chung là cái con này em chỉ thứ nhất là khi em nhận về em sẽ sửa lại cái chuôi sạc này. Và khi mở cái con máy này ra thì ở bên trong nước nó vào rất là nhiều luôn. Và nó gây lên cái tình trạng đó là rỉ mạch và rỉ máy nhá. Và cái video mà em gửi cái khi mà em xả cái dầu này ra thì nó rất là bẩn. Thì em đã gửi cái video này cho anh khách xem rồi. Và anh khách cũng đồng ý sửa với cái giá là 200.000. Đấy, nói chung là con máy này thì bắt rất là nhiều cá rồi nhưng mà cái này nó hỏng chẳng đến đâu nên em gần như là sửa hộ anh em thôi. Thì thay cái công tác thay cái phần chuôi sạc này thì em cũng đổ dầu vào đây. Thì trước khi đổ dầu thì em cũng đã dùng cái dầu sạch và em đã tráng vào con máy và em mới tiếp tục em đổ dầu mới vào. Thì cái mục đích khi mà tráng qua máy như vậy là để khi ở trong máy còn nó đã dính nước như vậy rồi ấy, thì nó sẽ còn lưu lại ở trong cái vỏ máy như vậy. Thì khi mình tráng dầu đi thì nó sẽ giảm bớt cái lưu lượng dầu nước ở trong đấy thì nó sẽ ok hơn, máy nó sẽ bền hơn. Và con máy này nó cũng gặp thêm một tình trạng nữa, đó là khi anh ấy mua con máy 2,3 triệu nhưng máy vẫn đại loại là như này. Khi em gửi máy nhá, em sẽ gửi theo đoạn ống như này để khi anh em về nhận máy anh em sẽ bắn keo vào đây. Anh em sẽ dùng keo dán nhựa, anh em dán vào đây. Nhưng mà nhiều anh em thì muốn gọn nên là không dán thì anh em cứ chế để gập ra gập vào. Thì khi gập ra gập vào thì ở những cái cổ dây này nó sẽ bị lứt ra. Đấy. Thì cái con này nó chưa lứt đến tình trạng là bị lứt cái cổ dây nào vào nước ở đây. Nhưng mà nó đã bị lứt như vậy nên là em cũng đã dùng cái gen co nhiệt này em đã co lại cho anh ấy. Thì nói chung là khi anh ấy xem video này thì cũng rất là mong anh ấy sẽ về gắn ống vào để dùng thẳng thôi. Tại vì là con máy 2,3 triệu và con máy 2,6 triệu nó khác nhau ở cái phần tháo ra tháo vào, nó là như vậy. Đấy. Thì con máy ở bên em thì anh em cũng khỏi phải chê đắt rẻ hoặc là hỏi về bảo hành hay như không cần phải hỏi về bảo hành hay như nào cả. Thì một con máy em bán ra sẽ bảo hành lỗi một đổi một miễn phí cho anh em trong vòng 15 ngày. Đấy là các lỗi như là chảy dầu này, bấm không kêu không chết cá. Đấy. Còn trừ các lý do anh em làm rơi vỡ, anh em mua máy lặn nhưng mà anh em về đi chọc lươn ruộng rồi chọc khe bờ suối không đi lặn nhá. Anh em dùng mua kích lặn nhưng lại không đi lặn. Đấy, rất nhiều anh em gặp cái tình trạng như vậy. Thì nó xảy ra cái tình trạng là cháy con máy thì em sẽ không bảo hành những cái lỗi như vậy. Thì em chỉ nhận sửa và em sẽ tính tiền với anh em, hỏng nhiều thì lấy nhiều, hỏng ít thì em lấy ít. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Còn những cái con máy này em bán ra em sẽ nhận sửa trọn đời máy luôn. Thì nghĩa là khi nào anh em chán quá anh em vứt đi thì thôi, chứ còn nếu mà anh em cứ gửi về cho em thì em vẫn sửa bình thường. Đấy. Còn vỏ cũ quá thì em cũng sẽ, anh em muốn thay vỏ em sẽ thay vỏ. Còn anh em nào muốn sau thời gian sử dụng dài mà muốn thay pin thì em sẽ thay pin cho anh em. Đấy, nó đơn giản như vậy thôi. Chứ còn anh em cũng không cần phải lăn tăn về cái quá trình sử dụng làm gì cả. Đấy, con máy này thì cũng sử dụng được vài tháng thì cái này là do anh khách anh ấy sơ suất thì nó hỏng, nhưng thật ra là máy móc rất là bền luôn, chả có cái gì để hỏng cả. Đấy. Thì cái video này em sẽ không test tủng gì cả. Thì những con máy này khi em làm xong em đã test hết rồi thì em chỉ quay một cái video nhanh
để báo với anh em như vậy thôi. Đấy, chào tất cả anh em nhé. Nếu anh em nào cần mua hàng thì liên hệ với số Zalo 0352666197. Anh em có thể kết bạn Zalo hoặc gọi điện bình thường. Mua máy ở bên em thì anh em sẽ phải cọc trước trách nhiệm là 200.000 nhé. Đấy, thì rồi, chào tất cả anh em nhé. Chúc anh em sức khỏe nhé.